Cho bạn những sản phẩm đến từ LG thì luôn được người dùng ưa chuộng bởi có một mức giá thành hợp lý, bên cạnh đó là rất nhiều tính năng giải trí, đặc biệt là việc liên quan đến nghe nhạc cũng chụp ảnh đẹp. Thì những sản phẩm như LG G5 V20 thì trước đây Diệu Thông Minh đã có rất nhiều rồi và được các bạn quan tâm với sự rất là lớn. Và hiện tại một sản phẩm tiếp theo đang được người dùng hướng tới đó chính là chiếc LG G6 khi đã có mức giá vô cùng rẻ, chỉ từ hơn 6 triệu. Như hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một phiên bản G6 còn đặc biệt hơn thế. Chiếc G6 này thì nó sẽ khác với cái phiên bản G6 các bạn chủ yếu chúng ta thấy trên thị trường hiện nay, đó là bản một SIM. Và phiên bản trên tay mình đây nó sẽ hỗ trợ từ 2 SIM và nó có một cấu hình mạnh nhất. Và cái chiếc máy này khi tung ra thị trường thì nó còn có tên gọi khác, đó chính là chiếc LG G6 Plus. Và sản phẩm này thì ở Diệu Thông Minh đang bán với mức giá là hơn 8 triệu. Thì qua video này mình sẽ tư vấn xem là với cái chiếc LG G6 Plus với phiên bản cấu hình mạnh nhất thì các bạn có nên mua hay không và nó có khác biệt gì so với phiên bản LG G6 trên thị trường. Quay trở lại với chiếc LG G6 Plus này thì chúng ta thấy là cái phần thiết kế của nó vẫn hoàn toàn tương tự như phiên bản LG G6 trên thị trường hiện nay. Nhưng với phiên bản G6 Plus thì nó có thiết kế mặt lưng giống kiểu thiết kế của LG V20, tức là chúng ta sẽ có những họa tiết hoa văn nhìn đẹp hơn và khi cầm trên tay thì nó cũng mang lại cảm giác sang trọng hơn. Thì với phiên bản G6 Plus thì nó sẽ có 3 cái màu sắc, đó là màu xanh, màu đen cũng như là màu vàng để các bạn có thể lựa chọn. Cái tính năng đầu tiên theo mình thấy là hữu dụng nhất trên sản phẩm này và có lẽ đáng đồng tiền bạn cao nhất, đó chính là việc nó được hỗ trợ từ 2 SIM. Thì các bạn biết là những siêu phẩm hiện nay thì khi tung ra thì thường nó sẽ có một phiên bản 1 SIM và một cái bản 2 SIM để dành cho những bạn nào mà chúng ta thích đàm thoại 2 SIM 2 sóng hoặc là những bạn nào có thể sử dụng dữ liệu động thêm vào. Và với chiếc G6 này mình đã lắp thử 2 SIM 4G và các bạn thấy là ngay lập tức nó đã hiện cả 2 cột sóng và 1 SIM thì các bạn có thể sử dụng 4G và 1 SIM bình thường các bạn đàm thoại vẫn có thể sử dụng trên băng tần 3G. Và các bạn thấy là vì đây là phiên bản quốc tế nên là cái việc sóng sánh ở Việt Nam thì nó rất là tương thích. Và cái tên mã của sản phẩm này thì đó là H870DSU. Thì cái phiên bản này theo mình tìm hiểu được thì nó là phiên bản 2 SIM đến từ thị trường Hồng Kông. Và đây là máy quốc tế. Vậy mà các bạn thấy là cái phần giao diện cũng như là tất cả gần như nó sẽ không có ứng dụng rác đến từ nhà mạng như là những chiếc máy LG G6 đến từ bản Hàn hay là bản Mỹ. Vì vậy mà các bạn có thể sử dụng một cái sản phẩm được tối ưu và cái hệ điều hành nhất. Hiện tại thì máy đang được chạy trên nền tảng Android 7.0 và đây là bản quốc tế, vì vậy mà chắc chắn trong thời gian sắp tới nếu mà nó được nâng cấp lên Android 8.0 thì G6 phiên bản 2 SIM này sẽ là một cái sản phẩm được ưu tiên nâng cấp lên hàng đầu. Cái điểm thứ hai nâng cấp so với chiếc LG G6 truyền thống trên thị trường đó chính là cái phần phiên bản bộ nhớ trong. Chúng ta biết là cái bản G6 Mỹ là Hàn thì nó được trang bị 4GB RAM, bộ nhớ trong là 64GB và chạy con chip Qualcomm S821 cũng như RAM 4GB. Còn chiếc LG G6 Plus này nó sẽ được nâng cấp lên phiên bản bộ nhớ trong lên tới 128GB. Vì vậy mà theo mình nghĩ các bạn sẽ không cần sử dụng thẻ nhớ, bởi vì khai SIM của sản phẩm này là cái khai SIM thiết kế dạng đặc biệt, tức là các bạn có thể dùng 2 SIM hoặc là các bạn dùng 1 SIM 1 thẻ nhớ. Và cái bộ nhớ trong cao như này thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng 2 SIM để ưu tiên cho chiếc LG G6 này. Cái điểm thứ ba nâng cấp trên chiếc máy này đó chính là cái về khả năng giải trí tuyệt đỉnh. Thì chúng ta biết là thông thường cái dòng LG thì họ phân biệt rất là rõ ràng, dòng V thiên về giải trí, quay phim và nghe nhạc. Thì những cái tính năng như là về nghe nhạc hay là chụp ảnh thì gần như là chỉ được trang bị độc quyền trên những chiếc LG V10 hay là V20 hoặc là V30. Thì nó được trang bị những con chip xử lý âm thanh Quark DAC. Còn với dòng LG G thì cái phiên bản G6 Mỹ Hàn nó sẽ không được hỗ trợ. Còn với chiếc LG G6 Plus Dual SIM này nó được hỗ trợ nâng cấp khả năng nghe nhạc với 4 chip xử lý âm thanh. Các bạn có thể thấy cái phần thiết kế mặt sau thì nó hiển thị rất là rõ ràng. Máy có khả năng nghe nhạc Hi-Fi 32 bit, sử dụng chip xử lý Quark DAC. Vì vậy khi các bạn chúng ta kết hợp với một tai nghe Beano đến từ LG chẳng hạn thì các bạn sẽ nghe nhạc và giải trí sản phẩm này một cách tuyệt vời hơn. Hiện nay thì LG G6 mà khi được nâng cấp lên cái phiên bản Android mới nhất thì nó sẽ được hỗ trợ cái tính năng mở khóa bằng khuôn mặt. Thì cái tính năng này thì các bạn cũng thấy khá là quen thuộc, đã từng xuất hiện trên những sản phẩm cao cấp hiện nay rồi. Thì cái mình sẽ demo cái tính năng này cho bạn. Thì khi bạn đăng ký cái nhận diện khuôn mặt thì ngay ở cái điều kiện màn hình khóa các bạn tắt màn hình như này thì các bạn chỉ cần đưa gần khuôn mặt là ngay lập tức máy đã mở khóa màn hình với cái tốc độ rất là nhanh. Thì ngoài cái việc mà trang bị mở khóa bằng vân tay thì cái tính năng này theo mình thấy cũng khá là hợp lý. Thì tùy các bạn lựa chọn, chúng ta có thể bảo mật bằng rất nhiều phương thức khác nhau. Và cái điểm nâng cấp cuối cùng trên chiếc LG G6 Dual SIM G6 Plus này đó chính là việc nó sẽ hỗ trợ cái chuẩn sạc không dây QI. Thì bạn biết là cái phiên bản LG G6 trên thị trường hiện nay thì nó có khả năng chống nước. Tuy nhiên là nhiều bạn lo rằng là sau một thời gian chúng ta cắm sạc quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cổng kết nối để và ảnh hưởng đến khả năng chống nước của máy. Nhưng với cái việc hỗ trợ cái chuẩn sạc không dây QI này thì các bạn có thể trang bị thêm cho chiếc máy này một cái đế sạc không dây để có thể sạc cách nhanh nhất. Và cái tính năng này nó chỉ được trang bị độc quyền trên cái phiên bản LG G6 Plus được ra mắt sau. Đó, và với cái việc mà trang bị được rất nhiều tính năng đặc biệt như vậy thì chiếc LG G6 Plus Dual SIM với tên mã là H870DSU này sẽ là một sản phẩm rất phù hợp với các bạn nếu chúng ta cần một flagship, một chiếc máy mà nghe nhạc, chụp ảnh đẹp. Ngoài ra thì ở tầm giá này hiện nay thì chúng ta sẽ có thêm nhiều lựa chọn khác nữa. Thì thứ nhất, với hàng chính hãng thì chúng ta có chiếc Galaxy A8 cũng ở cái tầm giá hơn 8 triệu. Tuy nhiên theo mình thấy thì A8 mặc dù nó một sản phẩm hướng tới cái việc selfie, tuy nhiên thì các tính năng hay là cấu hình phần cứng thì có lẽ không thể so với chiếc LG G6 này được.
G6 vẫn được coi là một chiếc flagship của LG bởi LG G7 thì vẫn chưa được ra mắt. Vì vậy tất cả những cái tính năng hay những công nghệ cao cấp nhất thì đều được trang bị trên sản phẩm này. Ngoài ra thì cũng tầm giá hơn 8 triệu thì nếu như bạn nào chúng ta thích cái sự ổn định hay là một màn hình kích cỡ lớn thì các bạn có thể lựa chọn chiếc iPhone 6s Plus. Hiện tại ở diện thông minh thì cũng có rất là nhiều sản phẩm này để các bạn có thể lựa chọn. Và như vậy thì trên đây mình vừa tư vấn cho các bạn thêm một cái phiên bản, một cái bản nâng cấp của chiếc LG G6. LG G6 Plus thì với mức giá hơn 8 triệu nó sẽ cao hơn cái phiên bản một sim trên thị trường một chút, nhưng nó sẽ phù hợp với những bạn mà chúng ta cần một chiếc máy nghe nhạc hay chụp ảnh đẹp hay là những cái tính năng thêm giải trí và đặc biệt là cái khả năng hỗ trợ 2 sim. Thì tất cả những cái ưu điểm này thì LG G6 nó sẽ đều đáp ứng tốt cho các bạn. Và sản phẩm này thì đang có sẵn hàng ở các hệ thống của Di động thông minh trên toàn quốc, đặc biệt là những showroom mới khai trương của Di động thông minh tại địa chỉ 56 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương cũng như là 12 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng. Thì các bạn có thể qua ngay trải nghiệm cũng như là nhận được những phần quà hấp dẫn cùng chương trình khuyến mại ưu đãi đặc biệt của Di động thông minh. Còn các bạn đánh giá sao về chiếc LG G6 Plus này? Thì các bạn có thể để lại comment ý kiến ở phía dưới video. Theo các bạn là với mức giá hơn 8 triệu, các bạn có nên mua chiếc LG G6 2 SIM hay không? Hay chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm khác như là iPhone 6 Plus hay là chiếc Galaxy A8? Thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới để đi review được biết. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.